chào bạn. Đây là Quincy. Sáng nay tôi làm practice meditation ở dưới tầng hầm, đi tìm những ý tưởng trong đầu mình, kết hợp với khí lực trong bản thân, hợp nhất. Hôm nay tôi muốn trao đổi với bạn về ý niệm, hình ảnh. Ta có chữ dạng, bộ mộc đi với chữ dương và chữ vĩnh. Ngày nay ta thường dùng hình ảnh để diễn tả cái ý tưởng của mình, nhưng trong hình ảnh thì có trạng thái tĩnh, và trạng thái động. Trong quá khứ chúng ta thích dùng những hình tĩnh để nhìn mình. Chúng ta làm dáng, chúng ta đứng im, chúng ta cười để chụp hình. Điều đó thể hiện một mặt của cuộc sống. Nhưng thật sự cuộc sống của chúng ta còn thể hiện ở hành vi, ở động thái. Chúng ta có những động thái, và những động thái của chúng ta quyết định rất nhiều về chất lượng cuộc sống của ta. Ngày nay, nhờ kỹ thuật tiến bộ, chúng ta có thể nhìn thấy những động thái của mình. Nhờ đó mà chúng ta thay đổi được cái hành vi của mình. Nếu bạn nhìn một bức hình, mà không có ý nghĩa, không nhìn ra được ý nghĩa của nó, thì đó là những bức hình chết. Ngày nay, trên Facebook chúng ta thấy rất nhiều những bức hình chết. Chúng ta nhìn nó mà chúng ta chẳng hiểu là nó nói cái gì. Do đó, chúng ta phải nhớ là hình là mang ý, và hình là có hình tĩnh. Xưa chúng ta dùng hình tĩnh, chúng ta nhìn ta qua cái dáng vẻ yên tĩnh. Ngày nay kỹ thuật tiến bộ cho phép chúng ta nhìn lại ta ở dạng hình động. Hình động là hình, nó diễn tả cái hành vi tức thời của chúng ta. Và trong bức hình phải thể hiện được ý nghĩa mà ta muốn truyền đạt. Bạn thấy, người ta chỉ dùng hình để mà phụ thêm, rồi phải chú thích vào đó chữ, rồi phải giải thích trong đó bằng ngôn ngữ, lời nói.
Chơi hình là cả một nghệ thuật. Nó giúp cho chúng ta nhìn thấy mình. Nhờ vậy mà chúng ta mới có thể tu thân luyện tánh, tiến dần lên đến chân thiện nhẫn. Đó là bài nói chuyện sáng nay của tôi. Ý ở trong đầu, khí ở trong thân, hợp nhất. Đó là sự sống của chúng ta. Tôi hỏi bạn, đúng không? Chào, hẹn gặp lại.